Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 3 sách kết nối tri thức qua sách và bài tập. Ôn tập giữa học kỳ 2, tiết 2. Rồi, trước hết là các em làm bài tập số 6. Tìm các từ có nghĩa giống nhau hoặc có nghĩa trái ngược nhau trong đoạn thơ dưới đây. Sáng đầu thu trong xanh, em mặc quần áo mới, đi đón ngày khai trường, vui như là đi hội. Gặp bạn cười hớn hở, đứa tay bắt mặt mừng, đứa ôm vai bá cổ, cặp sách đùa trên lưng. Từng nhóm đứng đo nhau, thấy bạn nào cũng lớn. Năm xưa bé tí teo, giờ lớp 3, lớp 4. Tác giả Nguyễn Bùi Vợi. Rồi trước hết là các em tìm các từ ngữ có nghĩa giống nhau trong đoạn thơ trên. Rồi chúng ta tìm được các từ ngữ có nghĩa giống nhau như là vui, hớn hở, mừng, đúng không? Đây là những từ ngữ có nghĩa giống nhau. Vui này, hớn hở này, mừng này. B. Các em tìm các từ ngữ có nghĩa trái ngược nhau. Trái ngược nhau ví dụ như là lớn này. Trái ngược với lớn là bé tí teo. Được chưa? Rồi năm xưa. Trái ngược với năm xưa là giờ. Rồi đứa. Đứa nó thể hiện là một cá nhân, một cá thể, đúng không? Trái ngược với đứa là nhóm. Nhóm là nhiều cá thể. Các em hiểu đơn giản là đứa là một người, nhóm là nhiều người. Rồi lớn, trái ngược với lớn là bé tí teo. Năm xưa, trái ngược với năm xưa là bây giờ. Đứa, trái ngược với đứa là nhóm. Tiếp theo là các em sang bài tập số 7. Tìm từ có nghĩa giống và từ có nghĩa trái ngược với mỗi từ dưới đây. Trước hết là từ mới. Từ có nghĩa giống với từ mới là từ nào? Mới mẻ này, mới toanh này. Trái ngược với từ mới là cũ này, cũ kỹ này. Rồi, từ có nghĩa giống với từ nhỏ là bé, nhỏ xíu. Trái ngược là lớn, to, bự. Từ có nghĩa giống với từ nhiều là lắm, đúng không? Trái ngược là ít. Bài tập số 8, các em điền dấu câu thích hợp vào ô trống trong bài thơ dưới đây. Lúa và gió. Cua con hỏi mẹ, dưới ánh trăng đêm. Cô lúa đang hát, sao bỗng lặng im. Đây là lời của cua con, đúng không? Vậy các em phải dùng dấu gạch ngang ở đầu câu, đánh dấu phần lời nói trực tiếp của cua con. Sao bỗng lặng im? Thì đây là câu hỏi, các em đặt dấu chấm hỏi ở cuối câu. Đôi mắt lim dim, mẹ cua liền đáp. Rồi các em dùng dấu gạch ngang ở đầu câu để đánh dấu lời nói trực tiếp của mẹ cua. Được chưa? Chú gió đi xa, lúa buồn không hát, theo Phạm Hổ. Tiếp theo là các em sang bài tập số 9. Dựa vào tranh dưới đây, đặt 4 câu, câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến. Rồi các em quan sát hai bạn nhỏ đang trao đổi với nhau về ước mơ của mình, đúng không? Ước mơ lớn lên là sẽ làm họa sĩ, làm đầu bếp, làm bác sĩ, làm phi hành gia, làm ca sĩ hay là làm giáo viên. Thì dựa vào bức tranh này, các em đặt 4 câu. Câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến. Trước hết là các em bấm tạm dừng video và các em làm trước ra giấy nháp nha. Rồi cụ thể ở đây thì các em có thể tham khảo. Chúng ta có thể đặt câu kể như thế nào? Bạn nữ hoặc là bạn nam kể về ước mơ của mình. Ví dụ là tớ ước mơ trở thành bác sĩ, hay là tớ ước mơ trở thành giáo viên, tớ ước mơ trở thành phi hành gia, tớ ước mơ trở thành ca sĩ. Các em có thể đặt câu hỏi là cậu có thích làm cô giáo không? Bạn nam hỏi bạn nữ là cậu có thích làm cô giáo không? Rồi câu cảm thì các em có thể đặt câu là tớ rất thích làm ca sĩ, hay là tớ rất thích làm giáo viên, tớ rất thích làm bác sĩ,
Tớ rất thích làm họa sĩ. Tớ rất thích làm đầu bếp. Thì câu này là thể hiện cảm xúc của người nói. Đó chính là câu cảm. Rồi câu khiến. Câu khiến là câu nêu yêu cầu đề nghị. Được chưa? Thầy giáo ví dụ là cậu hãy kể cho mình nghe về ước mơ của cậu đi. Hai câu này ở cuối câu thì chúng ta dùng dấu chấm than. Cuối câu cảm và cuối câu khiến đều có dấu chấm than. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.